Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bo analog servo dùng để chuyển đổi cái tín hiệu pin đi từ mắt 3 sang tín hiệu cộng trừ 10V. Ở đây mình demo trên cái con servo dòng BU của Sanyo Denki. Các bạn thấy BL Super này, dòng BU. Nó là chuyên sử dụng mode velocity để điều khiển ha. Đây các bạn nhìn toàn cảnh ha. Cái bo này thì tổng quan nó sẽ có hai cái cặp xung chiều với lại enable này, như vậy là tổng cộng là 3 cái input. Cái này là output alarm để bắt tay với lại cái mắt 3 này ha. Còn ở đây nó ra là cộng trừ 10V nó cho như này. Cái màu đen là 0V, cái màu đỏ là cộng trừ 10V đó. Cái jack này là hai kênh AB encoder nó đưa về nè. VSI ha, A cộng A trừ, B cộng B trừ. Cái cặp này là để sạc vô on thôi. Nó đang sạc vô on, hai con led báo xung AB đang chớp chớp là đang rộng ha. Như vậy các bạn thấy ha. Ok, cái tín hiệu enable này đang enable này, nó đang cho phép nhận xung vô ha. Giờ ở trên mắt 3 thì mình cho nó chạy ha. Ví dụ như mình cho nó chạy một vòng đi. Cái một vòng đây là mình cho X4 là chạy đúng một vòng. Cái tỷ lệ này mình chưa có chia lại nha. Rồi, sau đó mình bấm Enter là nó sẽ từ 8 nè, nó quay ngược lại 4 ha. Đây, Enter cái. Tốc độ chậm nó cộng hưởng nha. Rồi, quay đúng vòng. Bây giờ mình cho nó quay lại 8 vòng, quay X8, tức là quay lại một vòng nữa mà tốc độ cao lên ha. Đó, các bạn thấy nó quay đúng vòng ha. Rồi, các bạn cho nó về 0. Về 0. Đó, nó quay 2 vòng. Rồi. Tương tự như vậy mình có thể chạy bất kỳ tốc độ nào. Ở đây mình cho nó chạy tới 16 đi, là 4 vòng đây ha. 16, 4 vòng. 1, 2, 3, 4. Rồi, nó stop rồi đó. Cho mình cho lại về 0. Cho về 0 lại ha. Rồi. Rồi, các bạn thấy ha. Ở đây cái BID nó chưa có hợp, thành ra nó còn rộng. Bây giờ mình sẽ cho nó quay nhiều vòng lên. Mình cho nó sẽ quay tới 16 nhân 10 là 160 ha. Tốc độ quay cho nó 2000. Tốc độ nó cũng chưa hề chính xác đâu. Này, cho quay. Đó. Cho nó quay liên tục. Vậy ở đây cái tín hiệu analog output nó ra này ha. Đó, stop rồi. Bây giờ mình cho nó chạy ngược lại. Mình cho nó chạy ngược lại là x bằng 0. Với cái tốc độ là 2000 đi ha. Cho G1 cũng được. Rồi, mình enter cái. Là nó sẽ cái hệ này nó chạy nha. Khó. Đó. Rồi, nó top lại rồi. Nhưng mà khi mà các bạn phát xung thì mình thoát cái này ra. Thì ở trên đây nó sẽ có các cái led báo xung nè. Đó. Báo chiều nè. Con led này là báo xung, con led này là báo chiều, led này enable. Còn nếu mà nó báo lỗi thì cái con led này nó sáng lên. Đây hai tín hiệu AB trả về để mình debug nè. Đây tín hiệu giống như BB các em nó ra đó. Để mình biết nó mạnh hay yếu á. Còn đây là nó hiển thị cái tỷ lệ BB các em của nó. Ví dụ như mình nè. Đó. Giống như là nó được bao nhiêu phần trăm của cái 100% á. Đó. Chiều thuận chiều nghịch.